Ô, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với lại kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa game khá là thú vị, game tiên hiệp. Ok, ok, nhân vật mình được chọn ở đây, gái đang bay rất là nhanh. Trong một chuyến skin đầu tiên, ok, mặc áo là linh hồ, mình là nhân vật, mình là linh hồ. Đã lên nhiều 8 nhưng mà rất nhanh. Ok, boss đầu tiên ma phí dị giới, ma phí dị giới, ok, skin đã chết ma phí dị giới rất nhanh. Thú cưỡi khi mà đạt đi vào 16 thì chúng ta sẽ nhận được thú cưỡi với cả linh hồ. Ok, skin thứ hai đã được mở thú cưỡi đây. Dùng ngay. Mình sử dụng gần như là nội công. Thú cưỡi thì là một quả cầu. Dùng ngay đã được dày rồi. Ok, đưa tới mở. Đã hoàn thành nhiệm vụ tăng lên bây giờ 14. Đang cứu trợ. Ok, đã được nhận được cứu chuỗi giai 1 Tam Vĩ Hồ. Tức là mới nhận được cứu chuỗi 3 đuôi thôi. Cứu chưa nhận được cứu chuỗi 9 đuôi. Cao nhất là 9 đuôi Cứu Vĩ Hồ. Tiên Linh. Bây giờ 4 đuôi nhận được Tiên Linh. Tiên của mình rất mạnh. Cấp 24 sẽ mở skin tiếp theo và cấp cuối cùng cấp 34 sẽ mở 4 skin tại Tam Vĩ Hồ. Đang cưỡi cá 3 đuôi. Ok, đã lên đi vào 24 và đang như gió luôn. Đây là game ngũ phái không xanh thức tỉnh kiếm tách tu tiên. Mình kiếm bằng kiếm tách tu tiên như này. Đây là game và tên nhân vật của game Play 365. Ok, cùng ngay đã nhận được món đồ màu tím rồi. Tôi mở chức năng thức tỉnh. Khi nào đầy cái này thì mình mới thức tỉnh được nhé. Kiếm được thành cái nhân vật vừa đấy. Đợt quà đi vào 30. Ok, đạt đi vào 30, nhận quà đi vào 30. Phút là 5 sao. Phút 5 sao. Ok, game 2 vào đây. Phút 5 sao. Đăng luôn. Hoàn tất. Ok, dùng ngay và nhận luôn. Đi vào 32 nhé, bọn mình có mũi tên mình chỉ này. Cái đi vào nó sẽ ở bên cạnh cái góc bên trái avatar. Đi vào 34 là mình kiếm ở trên chỗ avatar 154. Cấp Ovid hiện tại là mình ghi không này. Đấy, skin rất mạnh luôn. Tiên Linh bây giờ 40 cũng nhận được Tiên Linh. Hiện tại là mình vẫn mở full 4 skin. Đã nhận được Tiên Linh. Tiên Linh rất nhiều vàng trang bị Tiên Linh. Ok, đây là vừa nãy là phó bản này, phó bản nhiệm vụ ạ. Đi vào 52 sẽ mở được cánh, đi vào 52 sẽ nhận được cánh. Ok, có trong sinh ngang có sinh đôi, từ 44 dùng luôn.
Đúng luôn. Nhưng mà năm 2 lại phóng ra mọi người. Chu rất bá đạo. Chu vương ma hoàng. Ê luôn. Kiếm của mình đã là 14.151. Dừng ngay. Dừng ngay. Đi vào 48. Ok. Đã nhận cánh. Thần binh đi vào 60, nhận thần binh. Ok, đã nhận được thần binh. Bây giờ 670 đạt đá. Và đi vào 50 này. Bây giờ 62 nhận được tiếp. Và đó, năng cường hóa. Đây nhìn được 65 rồi. Một sao quần cường hóa. Cường hóa cái quần này đi. Hết vàng rồi. Một quần vàng một cường hóa nữa. Tăng bậc lên gì rồi, mình đã tăng tam vĩ hồ lên gì, tuyết hà lộc, tam vĩ hồ lên tuyết hà lộc, tiếp theo là tuyết giáp sư, tiếp theo sẽ là tuyết giáp sư nhé, cánh nhỉ, tăng cánh nhỉ. Ô, cực rồi, không tăng được cánh tiếp. Cái cưỡi của mình bây giờ đã thay đổi. Và 88 rồi, nên đi vào 100 trong vòng 15 phút ạ. Và đi vào 80 này. Danh. Ok.
luôn. Và 96 rồi. Ừ, quá nhanh rồi. Vào 102 đấy, mình đã chuỗi con hiêu cái tổ rất là to màu trắng. Tăng cấp bậc linh tiêu tiên tiên công bố. Cần đi lấy thêm đá để tăng cấp ok, đã lên cánh bậc 2 rồi. Chết rồi. Chết chưa lên. Bắn đá đi. Mình đang tiếp tục rồi. Xong. Đá ngồi vẫn chửi
Ok, đang đánh nghi ngờ chữ lên mấy đây chữ bằng sách gì. Còn một lần nữa. Cấp thu cỡ xe nào cho anh lên cái này ở bên trên mình. Vào 180 rồi. Mình thiên. Một trăm tám mươi mình thiên. Có bán AIP. Kết thúc 30 trên 60. Sau khi để tăng bảy tăng lên chín rồi. Và 130 mở bot. Ok,
Bây giờ 180 Nguyễn Đồ Quân. Ta nghe à đen hay trắng. Năm nghìn hay trắng. Yeah.
cô gái mình. Chúng ta đang ở trong có bản NFT và có bản đã kết thúc và nhận 6 vạn NFT. Qua được cái này bot sát thủ tâm lý ok một qua bạn ơi ok quá đi đâu Thank you.
Ok, hoàn thành nhiệm vụ lên 129 rồi. Còn một đi giỏi nữa là mình sẽ là 130 và có cốt như là 130 tăng lên cấp 130 này. Có là MP ok. Hoạt động này tăng cấp chưa tăng được. Ok. Và luôn tăng mua quá bán nhập động. Chết luôn này. Còn là đã có đá để nâng cấp cứu chưa? Được quá. Kẹp thì ta kẹp cho 2 viên. Ok, chưa ăn thua gì. Và có bản MP chưa tiến luôn. Đấy, như vào 130. Có vũ rồi. Một A là viên 5 này. Đậm luôn. Quá ổn luôn. Có kết bạn cộng luôn các bạn. Ok. Nhanh mô trang bị này. Wow. Không có tiền mua. Ít đá luôn. Đã hàng hoàng nữa. Đoạn tiền đá này. Ok. Đang bị tiền đá cộng 20 mắc luôn. Trời ơi, kiếm nhìn nó tích cực này. Còn luôn này. Bảo này. Luôn này. Tức. Còn lại 3 phút nữa. Sau khi ăn hết kia có bản sau khi chúng ta sẽ đi săn bot. Đang này, đang 15 thông báo này. Mm-hmm.
Đạo bang nó vẫn có khả năng đạo hết tụi anh lắm. Đang đánh chứa lại đi vào 132. Qua bản đã xong. Dùng ngay, dùng ngay. Săn bot rồi. À, cấp 130, ăn luôn. Ăn luôn, ăn luôn. Đi vào 165 mở kết hôn. Bot 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 bot. Chẳng sao đâu, chẳng sao đâu. Dùng ngay, nhưng mà có cái gì này? Không có gì à? Con bot. Đi luôn. Nhân vật này. Dị chủng long thú. Ôi 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 ôi. Chưa ăn một bot 150. Có bán này. Bất tuyệt kim thân. Vô kiến luôn. Cái này coi vừa mình không bí. Mình cứ nghĩ là có thể ăn được cho bot 150. Nhưng mà không. Bot của cho bà nó không khác. Hơn 18 cấp. Và mình đã gần đai. Và mình đánh được nó 20% máu. Chúng ta đang trong phó bản sự để ý phó bản này là từ duyệt bot cho người ra 5 phút đã được 3 phút hơn tầm 4 phút tiền chuyên ý 6 lên trang máu đó chắc là kết luôn rồi. Ok và dương đồng và tu vi. Sử dụng ngay tu vi nhận luôn dùng luôn. Ok số lần còn lại càng quét luôn kết quả. Ok dùng ngay dùng ngay kết quả. Thánh vật trời ơi ngoại quá tôi kiếm luôn tầng PK. Ok dáng thế ma đi vào 40 là đai phát là đai. Mình cũng thích tấn thế chứ. Ok dáng chưa dáng luôn dáng thế ma đi vào 40 tầng sau cùng chung đi vào 40 tầng mỗi tầng tôi sẽ làm rồi vào. Các bạn nhận luôn. Phong phanh nữa. Không. Ừ.
Chân nghe anh ơi. Alo. Bây giờ 40 tội nghiệp ma. Bây giờ tầm tầm sau này. Như giờ 40 ngoại nghiệp ma. Bọn này anh chỉ đi à nó trâu quá anh. Các bên máu à? Bây giờ những người ra nó đỏ loạn luôn. Ok, biến thân này, tức tỉnh này. Các sẽ ăn mốt con boss này nhận em luôn. Chết. Không ăn được qua bản đấy. Đã màn. Mới vượt được ra một tầng 5. Chưa vượt được tầng 6. Chúng ta tiếp tục đi qua bản. Bán trang bị. Đang ăn đi vào 130. Đáng thế mà. Còn 90% máu ạ. Tông. Mình đây.
lên có lên 365 cấp 133 được kiếm 67.899 và có 644.000 vàng. Còn 300 máu hết. Cố gắng cố gắng. Cố lên cố lên. Trời ơi. Chân ta người. Chiêu chiêu kim của kim chỉ chi chỉ kim nhân vật mà kỹ năng này kỹ năng ba tu luyện ba 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 từ từ ba kỹ năng này kỹ năng của mình đó nhất hồn minh châu đôi linh tịch tà u hồ thì tập và quần hồ lại trời ơi tính ok còn 9% nữa 8% thôi bắt tay vào 7% nữa chắc là 7.947 tức cũng được rồi. Thấy của mình là 67.899 à tăng tăng chết nữa mà chẳng có đồ vật gì đâu. Trời dùng ngay dùng ngay dùng ngay dùng ngay dùng ngay dùng ngay anh mới có bạn phát có bạn cá nhân phát nữa ok luôn. Mình lại vào cái bản nữa nữa cấp 2 161 em đã trang bị 2.3 mình tổng đây vàng kia là của đi vào một cái này đi vào chín mươi cơ mà à nó khác nhau lực chiến của mình đã tăng lên 75.241 trang bị cộng lên đi cộng lên đi cộng lên 20 cho lực chiến tăng cao đi thế đó tăng cao đó buồn ok hết vàng luôn hết vàng rồi gì mười vàng lắm mình ôi còn có 12.000 vàng sợ thật đến vàng kinh khủng ok mình đang đánh không dám thế mà dám thế mà mình nhìn mặt con này ok đã gục
kiếm 78. Được không? Cái gì? Có bản tiếp lần ba. Có bản tiếp lần ba. Lần này xem là chẳng có nhận được trang bị nào. Thực sự mình nhận được 83.600 đấy, đánh dáng thế mà chết nhanh chết hơn gần. Cũng như con đó thì cũng như có một bé thôi, có một con ăn hết. Uống đi, uống đừng nhiều, uống ho quá rồi dừng nhá. Ho rồi dừng chứ không uống ho quá rồi nôn đi chứ. Uống ở đây thôi, đừng uống ở trong thủy lạnh. Con mặt ốm, uống ngoài cá. 44% máu, đấy mình kiếm tăng cao đấy. Chết thẳng đi. Là có một cái thanh kiếm mà tôi rất tuyệt đấy. Đấy, tôi tăng cao ở đây này. Có thêm thằng đào này nữa thì chúng ta sẽ rất là mạnh. Rất là mạnh. Rất là mạnh. Ồ, hay quá. Đã ăn đông lên đầu đăng viên. Tiếp theo sẽ là hàng tiên cá. Đánh thì chắc là tiên vua rồi. Kiếm tăng 84.601. Tăng cấp. Dùng ngay. Không. Thật sự. Có một tuần nữa. Đấy, mua bảo rồi vừa mua bảo. Có thể nôn. Okay.
Nhận đi. Đã xong. Em là con gái à, chưa? Con cá luôn. Con bạch hổ. Bạch hổ. Con cá. 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 Con Chuyên môn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không? Ok, xin phép được hành giao đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại.